Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Một thú chơi rất là tao nhã đó chính là chúng ta sưu tầm những chiếc đài radio cassette, những chiếc tivi đen trắng, những cái đồ điện tử thân quen để chúng ta bày biện ở trong phòng khách hay là ở trên tủ, trên kệ hoặc là trong phòng ngủ, trong phòng làm việc. Đó cũng là một cái thú chơi cũng rất là hay đúng không ạ? Rất là ý nghĩa. Đấy, và chơi những cái dòng đài điện tử này chúng ta còn sử dụng được, còn để giải trí qua cái phần nghe, cái phần âm thanh của những dòng đài radio cassette đưa ra thì nó rất là hay, rất là êm. Và trước mắt quý vị các bạn là một chiếc đài rất là đẹp ạ. Một chiếc đài mà em Tuấn mới đấu giá ở bên nước ngoài về. Và đây là một dòng đài nội địa Nhật Bản, model là Nationan C66 các bác nhá. Một dòng đài có thiết kế được nhiều ưu điểm. Thứ nhất là hình thức đẹp, mang màu sắc màu đỏ tươi. Đấy, gồm các chi tiết được mạ chrome phay rất đẹp, phay xước ngang các bác nhé, xước những đường ngang này rất đẹp, từ những phím rồi đến loa đó. Và thứ hai là có hai cửa băng đó, đài cũng rất đẹp ạ. Hai cửa băng thì bao giờ nó cũng giá trị hơn một cửa băng. Và thứ ba là âm thanh của dòng này rất là hay. Đấy, tiếng chắc êm và có độ mượt riêng. Và thứ tư là độ bền bỉ, dòng Nationan thì rất là bền. Và thứ năm là giá thành của nó cũng không phải là đắt lắm, cũng ở một cái mức giá tầm trung, dễ chơi đó. Và đây là chiếc đài rất đẹp ạ. Phải dùng từ rất đẹp các bác nhá. Nó đẹp hơn bình thường. Giá thị trường thì đang giao lưu từ khoảng độ 5 triệu cho đến 6 triệu. Thế nhưng mà chiếc này nó đẹp nổi trội hơn. Và tất nhiên giá thành của nó sẽ cao hơn một xíu các bác nhá. Và em Tuấn đang giao lưu với giá là 7 triệu bao ship toàn quốc cho chiếc đài Nationan C66. Và bác nào đang có nhu cầu thực sự thì chúng ta nán lại thêm một vài phút nữa và chúng ta sẽ cùng em Tuấn test chiếc đài này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần thân vỏ nhé. Đấy, từ những góc cạnh, từ những đường nét, từ những phần nóc loa, rồi mặt cục giữa đều rất đẹp ạ. Mang màu sắc màu đỏ tươi. Đấy, hầu như là không có xước sát các bác nhé. Rất đẹp luôn. Khoảng độ 40 năm rồi. Sản xuất được 40 năm rồi. Nhưng để tìm được một chiếc đài này thì không hề đơn giản. Rất đẹp ạ. Chỉ thiếu thùng xốp thôi. Từ những chi tiết được mạ chrome ở trên quai sách này, rồi những chiếc anten này. Đấy, từ gốc anten này. Rất đẹp các bác nhá. Dây loa zin nhá. Dây loa zin mà đang còn rất dài. Được quấn rất nhiều vòng ở đằng sau loa. Và dòng này là loa dạng như là nó cài luôn các bác nhá. Là chúng ta có thể tháo rời ra được. Tháo dài ra. Thích cắm như thế nào thì cắm. Đấy. Hoặc là chúng ta cài vào chân giữa. Dây loa. Rắc loa này. Rắc lay in này. Dòng này có cả rắc phono luôn nhá. Rắc lay in bên trái, phono bên phải. Rắc nguồn. Nguồn 100V. Nắp pin zin. Tem thông số máy được in trực tiếp ở trên vỏ nhựa luôn nhé. Và màu sắc màu đỏ rất đẹp ạ. Đó là về phần thân vỏ phía đằng trên lưng và đằng sau. Còn đây là mặt đằng trước. Mặt đằng trước thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết này. Đấy, em rất thích ở chiếc đài này đó chính là cái phần chrome. Nó được mạ rất là to, rất là rộng. Ở trên phần loa tép này, rồi viền loa bát. Và chúng ta thấy được gì ạ? Thấy cái sự chắc khỏe của chiếc đài đúng không ạ? Nhìn thấy nó rất là chắc chắn. Nó... đó là một cái rất hay, một cái điểm cộng ở chiếc đài này. Họ thiết kế rất là tỉ mỉ. Đây là phần nhôm được phần chrome, được mạ. Nhưng mà dạng như là giả nhôm nhé. Nó phay ngang này này, đã có những đường kẻ ngang này, rất đẹp. Đó. Gần như là đang còn nguyên bản độ đẹp, nó còn gần như khoảng 100% luôn. Đấy, theo em đánh giá thì theo năm tháng thì như thế này thì nó gọi là quá đẹp rồi ạ. Tuyệt vời. Đây em quay từ những góc nghiêng này. Đấy. Em Tuấn thì chỉ quay bằng điện thoại thôi nên là cũng không thể nào mà nó toát lên cái vẻ đẹp của chiếc đài này được. Bác nào mà có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp xem thì cũng được ạ. Đấy, hoặc là các bác đây chú ý em sẽ quay rất là gần. Đây các cái phần phím này. Đó. Rất đẹp ạ. Rồi những cái miếng phay nhôm ở phía trong cửa băng này. Đấy, ánh đèn thì nó hơi khó nhìn đấy nhưng em Tuấn sẽ cố gắng quay rất là gần, rất là chậm để các bác có thể nhìn. Rồi những cái nút chức năng này, equalizer này. Đấy, các nút chức năng về phần ghi âm rồi các thứ này. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp không ạ? Được mạ chrome bóng rất đẹp nhé. Đài có 3 chức năng chính này, gồm có băng cassette này, radio này, line này, đó, băng này. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm đến 3 cái nút này thôi. Bên này là băng tần này, AM và FM này, bắt đủ đài các bác nhá. FM trên này 108 luôn, dò sóng nằm đây. Đó, volume to nhỏ nằm đây các bác nhá. Đài to nhỏ đây, đó, 50% này. Đó. Đây là tổ phím của cửa 1 này. Bên này là cửa số 2.
Cái dòng này thì nó làm cửa một bên phải và cửa hai thì lại ở bên trái. Đó. Và tất cả các chi tiết như đầu từ rồi núm nút cơ thì đang còn rất là mới nhá. Các mực chỉ đang còn nguyên bản này. Rất mới ạ. Các bác nhìn được trục bánh tì này, bánh tì zin hết các bác nhá. Đấy, nguyên bản hết ạ. Rất đẹp. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn cùng chúng ta cùng em Tuấn test chiếc đài này nhá. Chúng ta sẽ test cửa số 2 này trước này. To, tiếng nó rất là to. Và dòng này có tiếng nó rất hay các bác nhá, độ mượt riêng của nó. Nếu em đã theo anh về nếu em đã theo anh về về miền quê đời như màng thoạt nhìn từ phía trời xa hàng cao ngất trời xanh lá gần đầu làng có dạng tre xanh thắm che con đường về. Rất hay các bạn. Dòng này đầu từ được ghi chữ metal này. Bác nào mà có sử dụng những cuốn băng mà nó tương thích thì nó cực kỳ hay luôn. Quy laser hoạt động rất tốt nha. Và tiếp theo thì em Tuấn sẽ tắt qua phần radio. Radio chúng ta ấn nút thứ hai này vào này. Đó. Vì thế giờ cứ hễ có vấn đề gì về sức khỏe là cả gia đình lên thẳng Hà Nội, lựa chọn bệnh viện tuyến trung ương. Cách đây 3 năm, bà M cũng đã bỏ qua tuyến huyện. Tiếp tục tích cực trong những phiên tới. Tiếng rất là to, thời sự toàn cảnh. Tiếng rất là to và ấm các bác nhá. Lay in này. Đó. Rất là to chắc. Nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao em ngập ngừng nhà tôi đơn côi mời em ở lại kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi nào. Ok, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Nationan C66 ở đây. Đây là một chiếc đài thực sự còn rất đẹp và tất cả các chức năng này đang hoạt động tốt. Tiếng rất là hay các bác nhá. Đặc biệt là khi chúng ta kết nối với điện thoại, máy tính, TV hoặc là các thiết bị thu Bluetooth mà nguồn nhạc nó tốt thì chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Và đây thực sự là một cây đài cũng rất đáng để chơi, lại mang màu sắc màu đỏ nữa. Chúng ta trưng bày cũng rất đẹp. Và bác nào đang có nhu cầu thực sự thì hãy liên hệ cho em. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Số điện thoại trên cũng là số Zalo của em nhé. Các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác. Và một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.